Chào các bạn ạ. Để ngày mới có tin gì mới chia sẻ với các bạn ạ. Trước hết mình chia sẻ với các bạn thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày hôm nay thị trường chứng khoán của Việt Nam có phiên hồi phục khá là tốt. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta tăng được 16 điểm. Phiên tăng của Việt Nam Index thực sự làm cho rất là nhiều nhà đầu tư bất ngờ đó các bạn. Tại vì hồi tối hôm qua Dow Jones Mỹ, nói chung là thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, thị trường châu Á giao dịch nói chung là rất là kém, dường như là đỏ hết. Thậm chí là ngày hôm nay các bạn biết là thị trường châu Á rất là tiêu cực. Nhật Bản này, Hàn Quốc, rồi Hồng Kông, Trung Quốc đều chìm trong sắc đỏ. Trong khi thị trường Việt Nam của chúng ta lại có những phiên hồi phục khá là mạnh. Từ Việt Nam Index, sàn Hà Nội cho đến sàn Upcom, nói chung là ba sàn đều giữ sắc xanh. Động lực chính cho Việt Nam Index phiên hồi phục mạnh mẽ chủ yếu là nằm ở các cổ VN30. VN30 ngày hôm nay phải nói rằng kéo khá là tốt đó các bạn. Đặc biệt là các cổ ngân hàng đã quay trở lại. Ví dụ như ngày hôm nay Vietcombank đã quay trở lại kéo rồi và một số mã khác nữa. Cách đây mấy ngày mình chia sẻ các bạn là riêng VN30 lẫn đỏ hết đúng không? Thì ngày hôm nay ảnh giữ sắc xanh là thị trường nó được kéo lên. Thị trường của Việt Nam mà nó đi ngược ngược với thế giới là cũng có điều gì đó bất thường chứ không phải là tốt đâu các bạn. Có một cái điều gì đó. Để ngày hôm nay anh xem thanh khoản. Thanh khoản ngày hôm nay gần 9.000 tỷ. Khối lượng 477 triệu cổ phiếu được giao dịch. Như vậy là dòng tiền vào rất là yếu các bạn, dường như thanh khoản mất hút luôn. Việc thanh khoản mất hút như thế này á, có những điều tích cực và có những điều tiêu cực. Tích cực ở đây, cái lực bán nó đã giảm đi khá là nhiều rồi. Nhưng mà nó có cái điều tiêu cực ở đây á, dòng tiền vẫn chưa chịu vào, dòng tiền vẫn đứng ngoài. Ví dụ như ngày hôm nay nó giữ sắc xanh, nó tăng như thế này mà cái vốn này nó lớn á, là một điều tốt. Tiếc một điều rằng cái vốn ngày hôm nay chúng ta thấy là nó rất là nhỏ. Tăng nhưng mà nó khối lượng nó bùng nổ thì mới tốt. Tình trạng này nó kéo dài trong vòng vài phiên tới không có gì thay đổi. Cái vốn mà nó cứ lạc đạc như thế này, thị trường nó có khả năng nó sụp lại. Hắn không đi lên được. Nó muốn đi lên thì khối lượng phải bùng nổ, nó phải mạnh mẽ chứ còn cứ tà đi như thế này là nó chịu không có nổi. Tới một cái đoạn đó nó giống như cái đoạn mà đứt gánh nữa chừng anh rớt xuống lại. Nếu như có cái tin gì xáo là anh bùm rất là nhanh đó. Mình đánh giá cái phiên này là nó mang tính chất hầu kỹ thuật thôi các bạn, chứ còn về xu hướng nó chưa có gì chắc chắn hết. Để qua xem tay ta ngày anh đi làm ăn như thế nào. Ngày hôm nay là 265 mã tăng, mã giảm cũng nhiều chứ không ít đâu các bạn, 183 mã giảm. Ngày hôm nay nước ngoài mua lại 452 tỷ đồng. Ngày hôm qua mua số lượng rất là lớn, đến 1.236 tỷ đồng. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ngày liên tiếp gần đây là khối ngoại đã quay trở lại mua ròng. Đối nghịch là đó là tự doanh là bán ròng. Tự doanh các bạn biết bán liên tục luôn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 phiên bán ròng liên tục. Như vậy là hai cái dòng tiền lớn này nó đối nghịch nhau. Một bên là mua, một bên là bán. Như vậy là chưa có sự đồng thuận. Khi nào những dòng tiền lớn mà đồng thuận với nhau ấy, thì thị trường mới kéo lên được. Ngược nhau hoàn toàn các bạn thấy không? Đó. Như vậy là thị trường của chúng ta nó chỉ dừng lại ở mức gọi là hầu kỹ thuật. Những cái điều khó khăn của thị trường nó vẫn còn ở phía trước. Chưa có gì chắc chắn hết các bạn. Các bạn tham gia thị trường cái thời điểm này là phải hết sức thận trọng. Tại vì khi thị trường nó rơi rất là nhanh, chúng ta không kịp xử lý. Các bạn thấy từ đa đến đa đổ đều rất là nhanh đúng không? Từ đa rất đèn cay. Cái lần có vài cây đi ngang, mình tưởng rằng có khả năng nó hồi là ai ngờ nó rớt xuống phát. Trở tay không kịp các bạn này. Từ đa đến đa rất liên tục luôn. Rồi cũng có một cây hồi. Một cây hồi là quất hai cây liên tục luôn. Lại có một cây hồi, lại làm hai cây đỏ nữa. Lại một cây hầu.
Bây giờ những cái cây này đang hồi thì không biết như thế nào. Rất là nhiều người bắt đáy ở đây coi như thua lỗ hết các bạn. Nào, bắt đáy ở đây á, cây đang hầu lên tí nhưng mà cây này là rớt. Bắt đáy đây thì hầu được cái này, không kịp bán là qua ngày hôm sau rớt cây này phát là coi như tiêu luôn. Chần chừ rớt tiếp một cây nữa coi như là xỉu luôn. Đó, các bạn thấy không? Ở đây mua bắt đáy rất là nguy hiểm. Thị trường chứng khoán Việt Nam của nó là cái đội lái với các big boy hay là các nhà tạo lập đánh không giống ai hết các bạn này. Đúng là các nhà đầu tư năm nay thua lỗ trầm trọng. Mình đi đâu mình cũng nghe bà con la làng là sống quá trời quá đất. Hằng ngầu có quán cà phê nghe tới những khoán là anh mòn là lắc đạo trời. Thua lỗ hết, thua toàn tập luôn. Nói đến những khoán là lắc đạo hết. Kinh hoàng vậy. Ngày hôm nay châu Âu đang du dịch trở lại. Nói chung là thị trường có dấu hiệu hồi trở lại rồi đấy các bạn này. Ngày nay các bạn thấy là nó xanh rất là mượt. Xanh mượt mà xanh đều luôn. Ngày hôm qua là nó vừa xanh nó vừa đỏ. Mà mình nghi nghi là mình thấy thị trường nó hầu yếu quá. Mà đúng y sau khi kết phiên là đỏ rực luôn. Ngày hôm nay là sắc xanh nó bao trùm thị trường. Tối hôm nay Dow Jones mà giao dịch đẹp nữa thì ngày mai thị trường của chúng ta tiếp tục có những phiên gọi là xanh xanh gì đó. Còn mấy anh cho xanh hay không mình chưa biết được các bạn ạ. Mấy anh Việt Nam bữa nay đánh ngược đời thiệt á, mình thấy cũng hơi bị ngược á, không lường trước được vì điều rất là bất ngờ. Ngày nay châu Á các bạn biết là đỏ rực cái trơn này nhưng mà anh Việt Nam xanh mình không giải thích được các bạn. Rồi ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản ạ. Bài này chia sẻ với các bạn về tình hình khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản. Thì bây giờ các doanh nghiệp bất động sản đang rơi vào một cái thế mà nó là búa vai á, giống như một con cá mà nó bị cái dàn lưới nó búa nó vai, càng ngày nó càng siết lần như vậy. Tín dụng bị siết chặt rồi lãi suất rồi tăng nữa. Thời gian vừa qua là gây áp lực rất là lớn đến cho các doanh nghiệp bất động sản. Rồi trái phiếu là sắp đến là đánh hàng trả nợ nhưng mà không có đảo hàng được. Tới cái kỳ đáo hàng, mấy kỳ lãnh đảo nhưng bữa nay đảo không được nữa luôn. Khó khăn muôn trùng như vậy, tiền ở đâu mà trả nợ cho các trái chủ. Vay không được thì tiền ở đâu mà thi công xây dựng. Doanh nghiệp bất động sản đang đứng trước một cái tình thế và nói rằng rất là khó khăn đó các bạn. Để mình chia sẻ với các bạn một cái thông tin rất là hay nè. Những tháng đầu năm 2022 này, sau khi nghe thông tin là tín dụng bất động sản bị siết một cách đột ngột, sếp Phạm Thanh Hưng, phó chủ tịch Sen Group không quen được cảm giác rất sốc, rất bất ngờ. Sách Hưng thì các bạn quá rõ rồi đúng không? Cá mập đó, một trong những sách rất là nổi tiếng. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một số thông tin liên quan đến những khó khăn đang bủa vai doanh nghiệp bất động sản. Về tình hình chung á, thì dòng tiền bây giờ vào thị trường bất động sản dường như bị tắc nghẽn một cách nghiêm trọng rồi. Chủ đầu tư không có nguồn tiền để tiếp tục triển khai các dự án. Rồi khách hàng mua những sản phẩm của chủ đầu tư hiện bây giờ cũng đang rơi vào trường hợp dở dang. Bán nào cũng dở dang hết trơn á. Nhiều chủ đầu tư đã ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu rồi, thậm chí là đã triển khai dự án rồi. Nhưng mà bây giờ đến cái đoạn mà nghĩa vụ thanh toán á, ngân hàng bây giờ phanh cái rầm lạm phát là coi như là các doanh nghiệp bất động sản cũng không có tiền giải ngân cho nhà thầu thi công. Nhà thầu thi công hiện bây giờ cũng đứng hình luôn. Thì anh không trả tiền cho tôi thì tôi cũng tạm thời tôi dừng thi công thôi chứ đang chữ. Như vậy là chủ đầu tư với nhà thầu hiện bây giờ đang rơi vào một cái tình cảnh vô cùng khốn đốn. Rồi hợp đồng mua bán nhà giữa khách hàng với chủ đầu tư bây giờ cũng rơi một tình thế dở khóc dở cười nữa. Ví dụ như trước đây anh Duyệt cũng cho vay, anh giải ngân được ít rồi. Nhưng mà bây giờ cũng phanh cái rầm phát coi như là khách hàng cũng đứng hình luôn, không vay được nữa. Tới ngân hàng kêu bây giờ thôi anh thông cảm chứ tín dụng hết rồi.
không còn nguồn cho vay nữa, không còn room cho vay nữa. Nếu có đường binh thì trả với một lãi suất rất là cao, đường nào khách hàng cũng chịu trận hết đó. Đấy cả hai đào. Như các bạn biết, ngành bất động sản á có ba kênh tăng vốn và huy động vốn. Thứ nhất là vốn của tín dụng ngân hàng, thứ hai là phát hành trái phiếu để huy động vốn, thứ ba là huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Ba cái kênh chính của các doanh nghiệp bất động sản. Thời gian vừa qua thì các bạn thấy là thị trường bất động sản đang gặp một cái điểm ngãn rất là lớn về dòng tiền. Rồi nguồn vốn tín dụng ngân hàng đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp bất động sản. Theo thống kê, có khoảng 80% nguồn vốn vào thị trường đến từ ngân hàng. Cái tiền vay của ngân hàng rất lớn. Thứ nhất mình nói về kênh tín dụng ngân hàng trước. Thực tế trong vài năm gần đây, nguồn vốn tín dụng vào thị trường bất động sản đã bị kiểm soát và ngày càng chặt chẽ hơn. 8/19/20 có dịch Covid nới lỏng lãm được tí, nhưng mà từ năm 2022 là chúng ta thấy dần dần là siết, đặc biệt là năm 2022 là siết rất là mạnh. Một số ngân hàng là được lệnh là tạm dừng hoặc là hạn chế cho vay đối với lĩnh vực bất động sản. Chứng khoán cũng bị y như thế luôn, không khác gì đâu. Mới đây ngân hàng nhà nước đã có điều chỉnh nới room tín dụng. Song cái mức nới room này rất là thấp và chỉ nới room ở một số ngân hàng. Và cái phần tăng này nó là cái phần tăng chung để phục hồi sản xuất, chứ không phải là dành riêng cho các anh doanh nghiệp bất động sản, hay là dành cho các nhà đầu tư để mua bất động sản, hay là đầu tư bất động sản. Đợt vừa rồi nới room anh mà cao cao tí thì 4%, anh nào thấp thấp thì được 0,7%. Nhưng mà con số đó nó chẳng thấm thía đâu mà đau ra. Đợt vừa rồi các chuyên gia và các hiệp hội đề nghị ngân hàng nhà nước tăng thêm cái room tín dụng này nọ, nhưng mà không được nữa, hết rồi. Ngân hàng nhà nước đã khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mục tiêu tín dụng khoảng 14% trong năm 2022. Rồi bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng là hướng dòng tiền vào sản xuất, tạo động lực tăng trưởng bền vững, hạn chế tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, đặc biệt là bất động sản. Đó. Rồi chưa dừng lại tới đó, vay đã khó rồi nhưng mà lãi suất bây giờ là tăng rất là cao nè. Hầu hết bây giờ các ngân hàng thương mại đều tăng lãi suất. Đều rồi ngân hàng nhà nước đã tăng lãi suất điều hành á, thì lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp đã tăng lên từ 0,5 đến 1% và được dự báo là tiếp tục sẽ tăng trong thời gian tới nữa. Nhiều doanh nghiệp hiện bây giờ phải trả với một cái mức lãi suất cao trên 10%. Điều này đã làm tăng đáng kể chi phí cho các doanh nghiệp, gây thêm gánh nặng về dòng tiền, nhất là trong bối cảnh thị trường trầm lắng, thanh khoản bất động sản sụt giảm một cách rõ rệt. Mặt khác, lãi suất huy động tăng cao như vậy trong bối cảnh kinh doanh có nhiều rủi ro bất ổn cũng khiến đa số người dân chọn gửi tiền vào ngân hàng thay vì đầu tư bất động sản, càng khiến cho thị trường bất động sản kém sôi động, khó hồi phục hơn nữa. Các bạn thấy không? Muôn trùng nó bủa vai. Lãi suất ngân hàng tăng cao, thứ nhất là các ông doanh nghiệp cũng khổ rồi nè, ổng đi vay đã khó rồi mà còn trả lãi suất cao đủ thứ đấy. Người dân thì thấy lãi suất cao thôi gửi tiền vào ngân hàng cho nó chắc, chứ còn bây giờ thị trường nó khó khăn muôn trùng như vậy, đầu tư nó không có chắc. Như vậy là dòng tiền quay lưng lại đối với lĩnh vực bất động sản, càng làm cho thị trường khó khăn muôn trùng. Đã khó khăn rồi còn khó khăn nữa. Rồi nói về thị trường trái phiếu. Không chỉ nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thực tế cho thấy tất cả dòng vốn đổ vào thị trường đều ách tắc, trong đó có kênh trái phiếu. Nếu như những năm trở lại đây, trái phiếu là một kênh huy động hữu hiệu cho các doanh nghiệp bất động sản. Nhưng mà các tháng gần đây các bạn biết là các doanh nghiệp bất động sản chỉ phát hành được chỉ có 45.000 tỷ đồng trái phiếu, giảm mạnh so với những năm trước. Sự chững lại này đáng lo ngại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản khiến cho các dự án không được tiếp tục triển khai,
Nhiều doanh nghiệp không có khả năng thanh toán dư nợ trái phiếu, chuẩn bị đáo hạn. Đợt vừa rồi chính phủ ban hành nghị định 65 đó, siết chặt thêm những cái tiêu chí để phát hành, và có việc mà phát hành đáo nợ hoặc là đảo nợ như mấy kỳ là không được nữa. Như vậy là các doanh nghiệp này không còn con đường nào để xoay sở nữa. Theo Bộ Tài chính, trong năm 2022, khối lượng trái phiếu đáo hạn vào khoảng 144.500 tỷ đồng. Trong đó khối lượng trái phiếu bất động sản đáo hạn chiếm 43%, tương đương với 62.470 tỷ đồng. Theo đánh giá của tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, đây là một con số rất là lớn. Các doanh nghiệp đang rất cần huy động vốn để đáo hạn hoặc là trả nợ cho các khoản trái phiếu này. Sắp tới mà không có nguồn nào mà trả nợ là coi như là các doanh nghiệp có khả năng là bể đó. Với bối cảnh kinh doanh khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp rất khó có thể thu xếp dòng vốn để trả nợ cho các chủ đầu tư. Còn đối với việc phát hành thêm các đợt trái phiếu để trả nợ, với thị trường như hiện nay việc huy động là rất khó. Còn nếu thanh lý tài sản, các thủ tục cũng rất là phức tạp. Đến từ hàng doanh nghiệp không thanh toán được, dự án mất khả năng thanh khoản, họ có khả năng sẽ bị phá sản. Các bạn thấy con đường phá sản của các doanh nghiệp bất động sản nó đang treo lơ lửng trên đào đó, chứ không phải là không có đâu. Còn đối với thị trường chứng khoán, cũng chia sẻ thêm với các bạn một số thông tin nhé. Đây phải nói là một cái nguồn cứu cánh của một số doanh nghiệp tập đoàn bất động sản lớn đã lên sàn trong những năm vừa qua. Tuy nhiên dòng vốn này cũng đang giảm sút do giá cổ phiếu xuống thấp và thanh khoản thấp. Chứng khoán giảm mạnh đã khiến nhiều doanh nghiệp hủy kế hoạch phát hành thêm. Đợt vừa rồi nhiều anh phát hành nhưng mà phát hành đâu được đâu. Thị trường nó rơi sao quá. Trước bối cảnh hầu hết các kênh huy động vốn đều hẹp cửa với các doanh nghiệp bất động sản, có thể thấy phần lớn các doanh nghiệp trên thị trường đã lựa chọn chủ động là cắt giảm đầu tư, thu hẹp lĩnh vực hoạt động phát triển. Xu hướng nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay là hoạt động cầm chừng để chờ những chính sách mới. Chắc mình nghĩ cũng không còn con đường nào khác đâu các bạn. Thấy là theo một số chuyên gia, thời kỳ khó khăn của thị trường bất động sản cũng là một cái cơ hội để thanh lọc lại thị trường. Những doanh nghiệp nào yếu kém, không đủ năng lực, không đủ tiềm lực tài chính có khả năng là sẽ rời bỏ thị trường. Thì bây giờ các doanh nghiệp cũng phải tính toán một cách chi li. Thay vì đầu tư dàn trải thì bây giờ cũng phải có sự tính toán các dự án nào có tính khả thi để điều chỉnh, tập trung phát triển các dự án có tính tiêu thụ cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường để tạo ra dòng tiền, tăng cái phần vay vốn đầu tư. Có thể nói thị trường bất động sản hiện đang trong giai đoạn thanh lọc rất là mạnh để chọn ra những doanh nghiệp thực sự có uy tín, đủ tiềm lực và có những dự án tốt, có tiềm năng phát triển thì mới có cơ hội tồn tại và phát triển sau này. Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.